Cảm ơn quý vị khán thính giả giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Nhật Bản chưa xác nhận rò rỉ thông tin bảo mật do bị tin tặc tấn công. Theo Reuters ngày 8 tháng 8, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno cho biết Tokyo chưa thể xác nhận về việc có bất kỳ thông tin mật nào bị rò rỉ do tin tặc Trung Quốc tấn công. Phát biểu tại cuộc họp báo khi được hỏi về thông tin trên tờ Washington Post về việc các mạng lưới quốc phòng của Nhật Bản bị nước ngoài xâm nhập, ông Masuno khẳng định Nhật Bản và Mỹ thường xuyên trao đổi thông tin chặt chẽ ở nhiều cấp và do tính chất của sự việc nên không thể cung cấp thông tin chi tiết về nội dung thông tin. Ông cũng chưa xác nhận thông tin bảo mật đã bị rò rỉ trong các vụ tấn công mạng. Ông Masuno nhấn mạnh an ninh mạng là nền tảng duy trì liên minh Nhật-Mỹ và rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục làm việc để duy trì sự vững chắc và an toàn của không gian mạng. Tờ Washington Post hôm trước đó dẫn lời các giới chức cấp cao cho biết các tin tặc nước ngoài đã truy cập được vào mạng lưới phòng thủ mật ở Nhật Bản từ năm 2020, qua đó tiếp cận các thông tin về năng lực, kế hoạch và những đánh giá về thiếu sót quân sự của đồng minh Mỹ. Khi nghe tin về vụ việc, lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã bay tới Tokyo để thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, người yêu cầu giới chức Mỹ cảnh báo trực tiếp vấn đề này cho Thủ tướng Nhật Bản. Tin liên quan giữa Trung Cộng và Đài Loan. Phía Trung Cộng tung ra bộ phim tài liệu khoe khoang khả năng tấn công Đài Loan. Chính phủ Trung Cộng vừa phát hành một bộ phim tài liệu mới nói về sự chuẩn bị của quân đội Trung Cộng nhằm tấn công Đài Loan và họ đã cho trình chiếu. Những người lính của Trung Cộng cam kết sẽ từ bỏ mạng sống của họ nếu cần, trong lúc Trung Cộng tiếp tục gia tăng giọng điệu chống lại hòn đảo tự trị Đài Loan. Bộ phim mang tên Theo đuổi giấc mơ là bộ phim tài liệu gồm có 8 phần do đài truyền hình chính phủ Trung Cộng CCTV công chiếu vào đầu tuần này để đánh dấu kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Và họ đã cho chiếu các cuộc tập trận cũng như những lời chứng thực của hàng chục binh sĩ Trung Cộng. Trong đó, một số người bày tỏ sự sẵn sàng hy sinh trong các cuộc tấn công nhằm chống lại Đài Loan. Bộ phim tài liệu Theo đuổi ước mơ giới thiệu những nội dung khác là cuộc tập trận kiếm chung của quân đội Trung Cộng, mô tả các cuộc tấn công chính xác nhắm vào Đài Loan. Trong số những phần kịch tính hơn của chương trình này, là lời cam kết của các binh sĩ thuộc lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Cộng từ các sư đoàn khác nhau. Họ nói rằng họ sẵn sàng hy sinh mạng sống trong các cuộc tấn công để đánh vào Đài Loan. Một người nói như sau, nếu chiến tranh nổ ra và các điều kiện quá khó khăn để gỡ mìn hải quân một cách an toàn trong cuộc chiến, thì chúng tôi sẽ sử dụng chính cơ thể của mình để dọn đường cho sự an toàn của lực lượng đổ bộ của Trung Cộng chúng tôi. Một người có tên là Zhu Feng thuộc lực lượng người nhái của đơn vị rà phá bom mìn thuộc lực lượng hải quân Trung Quốc cho hay như trên. Còn một người khác có tên là Pi Peng là một phi công thuộc phi đội Wang 2 của lực lượng không quân Trung Cộng cho biết như sau. Máy bay chiến đấu của tôi sẽ là phi đạn cuối cùng lao về phía kẻ thù Đài Loan nếu trong một trận chiến thực sự và khi đó tôi đã sử dụng hết đạn dược của mình. Bộ phim tài liệu nói trên cũng có hình ảnh chiếc hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Cộng di chuyển theo đội hình với một số tàu chiến khác. Nổ lớn ở cảng Thổ Nhĩ Kỳ làm tháp ngũ cốc đổ sập. Vụ nổ xảy ra tại cảng Derin ở Thổ Nhĩ Kỳ được các nhân chứng mô tả giống như một trận động đất dữ dội. Hãng RT dẫn lời ông Zeki Aygun, thị trưởng Derin nói, vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 8 bắt nguồn từ một khu vực có các tháp chứa ngũ cốc thuộc sở hữu của chính phủ. Vụ nổ làm 12 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nghiêm trọng và hiện được điều trị tại bệnh viện. 15.000 tấn ngũ cốc đã bị hư hại, chiếm khoảng 20% số ngũ cốc trong các tháp chứa. Các máy quay an ninh đã ghi lại được thời điểm vụ nổ xảy ra. Ngoài ra, video quay từ xa cũng cho thấy khói và bụi bốc lên, bao trùm cả khu vực cảng. Derin nằm cách thủ đô Istanbul khoảng 90 km về phía đông, là một trong vài cảng biển do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ điều hành hoàn toàn. Derin là trung tâm vận chuyển ngũ cốc và thường xuyên nhận các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine, tới khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hạn vào tháng trước. Một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ nổ xảy ra khi ngũ cốc đang được chuyển từ tàu sang tháp chứa và có thể do việc nén bụi lúa mì gây ra. Vụ nổ làm hư hại 13 trong số 60 tháp chứa của Hội đồng Ngũ cốc Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát đang điều tra về sự việc này. Các tháp chứa tại cảng Derin có khả năng chứa 95.000 tấn ngũ cốc và đã có 75.000 tấn được lưu trữ trước khi xảy ra vụ việc.
Giới hữu trách tại nước Úc bắt giữ 19 người trong mạng lưới lạm dụng trẻ em trên Internet. Nhà chức trách của nước Úc vào ngày 8 tháng 8 cho hay, cảnh sát của nước Úc đã bắt giữ 19 người đàn ông với cáo buộc là những người này đã chia sẻ trực tuyến các tài liệu lạm dụng trẻ em và đã giải cứu được 13 em nhỏ sau khi nhận được tin tình báo từ cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI. Những người bị bắt giữ nói trên là những người đàn ông trong độ tuổi từ 32 cho tới 81. Họ đã phát tán hình ảnh và video có nội dung lạm dụng trẻ em. Những người này đã sử dụng các nền tảng nhắn tin được mã hóa để tránh bị phát hiện. Hầu hết những người này đều là người Úc. Họ làm những công việc đòi hỏi kiến thức cao về kỹ thuật Internet. Cảnh sát tại nước Úc cho biết thêm, một số người đã tham gia trực tiếp vào việc sản xuất tài liệu lạm dụng trẻ em. Lực lượng cảnh sát tại nước Úc cũng cho rằng họ bắt đầu thực hiện cuộc điều tra về sự việc này từ năm ngoái sau vụ hai nhân viên của cơ quan FBI ở nước Mỹ đều chuyên điều tra về lạm dụng trẻ em bị sát hại ở tiểu bang Florida hồi năm 2021. Chỉ huy trưởng của lực lượng cảnh sát của Úc là bà Helen Snyder cho hay cơ quan FBI của Hoa Kỳ đã trao đổi thông tin với cơ quan của nước Úc về thành viên của mạng lưới chia sẻ tài liệu lạm dụng trẻ em trực tuyến đang hoạt động tại nước Úc. Cho tới nay, có hai người Úc phạm tội đã bị kết án tù, trong khi những kẻ khác đang trong tiến trình xét xử. Cuộc điều tra của cơ quan FBI về sự việc nói trên dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 79 người. Kỷ nguyên lao động siêu rẻ của châu Á sắp đi qua. Châu Á, công xưởng của thế giới đang chứng kiến xu hướng mới. Những người trẻ nói chung không muốn làm việc trong các nhà máy. Điều này cũng giống lên hồi chuông với các công ty phương Tây dựa vào lao động giá rẻ của khu vực này để cung cấp hàng tiêu dùng giá rẻ. Paul Norris, đồng sáng lập hãng may Unavailable tại Sài Gòn cho biết, những công nhân ở độ tuổi 20, lực lượng lao động truyền thống của ngành may mặc thường làm việc vài năm rồi rời đi. Mọi người đều muốn trở thành một Instagrammer, TikToker, một nhiếp ảnh gia, một nhà tạo mẫu hoặc làm việc tại một quán cà phê. Để đối phó với cuộc khủng hoảng về nhân lực, các nhà máy châu Á đã phải tăng lương và áp dụng các chiến lược đôi khi tốn kém để giữ chân công nhân, từ việc cải thiện chất lượng bữa ăn, xây dựng trường mẫu giáo cho con công nhân đến tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn. Chẳng hạn tại Malaysia, các nhà máy đang bỏ yêu cầu mặc đồng phục, điều mà công nhân trẻ ghét, và thiết kế lại không gian làm việc. Syed Husman, Chủ tịch Liên đoàn Người sử dụng lao động Malaysia cho biết, doanh nghiệp đang cố gắng cải thiện môi trường lao động ở nhà máy như mở rộng vách ngăn, áp dụng nhiều cấu trúc kính để cửa sổ tràn ngập ánh sáng và âm nhạc như môi trường kiểu văn phòng Apple. Các công ty đa quốc gia đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước như Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ, cũng gặp khó khăn trong việc thu hút công nhân trẻ. Hãng đồ chơi Hasbro, hãng búp bê Barbie Mattel, hãng giày Nike có cơ sở sản xuất lớn ở châu Á cũng đang vật lộn với chi phí lao động cao hơn. Các hãng đều đã phải tăng giá cho sản phẩm do giá thành tăng vì chi phí lao động cao hơn. Chính phủ Ấn Độ nghiêm cấm không được sử dụng các phụ tùng của Trung Cộng trong việc lắp ráp và sản xuất máy bay không người lái quân sự. Hãng tin Reuters trích dẫn lời của các giới chức quốc phòng và công nghiệp Ấn Độ cho hay, chính phủ Ấn Độ đã cấm các nhà sản xuất thiết bị không người lái của quân sự không được sử dụng các phụ tùng đến từ Trung Cộng do lo ngại về vấn đề an ninh. Lệnh cấm này được đưa ra trong lúc hai quốc gia láng giềng này đang căng thẳng với nhau. Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang cố gắng gia tăng hệ thống máy bay không người lái và các nền tảng tự động khác để đối phó với các nguy cơ, nhất là từ Trung Cộng. Trong giai đoạn từ năm 2023 tới năm 2024, Ấn Độ sẽ chi ra khoảng 20 tỷ Mỹ Kim cho việc tối tân hóa lĩnh vực quốc phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quân sự của Ấn Độ vẫn còn non trẻ và còn phụ thuộc nhiều vào Trung Cộng. Điều này khiến cho các nhà lãnh đạo an ninh của Ấn Độ lo ngại, đó là phụ tùng do Trung Cộng sản xuất đảm nhiệm các chức năng liên lạc, ghi hình và truyền dẫn vô tuyến cũng như các phần nhu liệu điện toán có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo gửi về Trung Cộng. Tại các cuộc họp vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua nhằm thảo luận về việc đấu thầu cung cấp máy bay không người lái, giới hữu trách quân đội của Ấn Độ đã nói với các nhà thầu rằng các thiết bị hoặc các phụ tùng từ các quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ sẽ không được chấp nhận vì lý do an ninh.
Tuy nhiên, việc cấm các phụ tùng đến từ Trung Cộng sẽ gây khó khăn cho các nhà sản xuất trong nước của Ấn Độ. Ông Samir Joshi là người đứng đầu công ty New Space Research and Technology có trụ sở tại Bengaluru, là nhà cung cấp máy bay không người lái cỡ nhỏ cho quân đội Ấn Độ, cho biết như sau: 70% số hàng hóa trong chuỗi cung ứng được sản xuất tại Trung Cộng. Do đó, việc chuyển sang các quốc gia khác sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất, thậm chí sẽ khiến cho một số nhà sản xuất nhập lậu các phụ tùng của Trung Cộng. Nhiều thiếu niên Nhật Bản đụng dao kéo thẩm mỹ sớm. Nhấn mí bằng chỉ khâu để làm mắt to và sâu hơn đang là phẫu thuật thẩm mỹ hấp dẫn hàng ngàn thiếu niên Nhật Bản. Song các chuyên gia cảnh báo rủi ro khi đụng dao kéo quá sớm. Phòng khám Tokyo Asia, nơi cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, cho biết ngày càng nhiều thanh thiếu niên tìm đến những dịch vụ cải thiện gương mặt. Dịch vụ được ưa chuộng nhất là nhấn mí bằng chỉ khâu. Số khách hàng từ 10 đến 19 tuổi tăng mạnh kể từ năm 2015 đến nay. Riêng năm 2022, Viện Thẩm mỹ Shonan đã đón hơn 26.000 thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi đến tạo hình mắt hai mí, mức tăng đáng kể so với 16.000 người vào năm 2019. Trong số đó, bệnh nhân nhỏ nhất mới 11 tuổi. Kazuki Yoshitane, giám đốc của Tokyo Asia Clinic, cho biết bệnh nhân đi đến quyết định này chủ yếu do ảnh hưởng của những hình mẫu hoàn hảo trên mạng xã hội. Trong khi đó, vì mục đích kinh doanh, nhiều thẩm mỹ viện quảng cáo về dịch vụ một cách cực đoan, cổ suý chủ nghĩa ngoại hình, định kiến hoặc phân biệt đối xử dựa trên vẻ ngoài của một cá nhân. Rintaru Asahi, giảng viên tại trường y khoa Nippon, chuyên gia nghiên cứu về hậu quả thẩm mỹ, chỉ ra rằng một số bệnh nhân muốn phẫu thuật thẩm mỹ vì họ lầm tưởng bản thân xấu xí do chứng rối loạn dị dạng cơ thể. Đây là tình trạng sức khỏe tâm thần. Người mắc thường có nỗi ám ảnh về khuyết điểm ngoại hình mà người khác không thể nhận ra. Trong mắt họ, vấn đề cơ thể dù nhỏ cũng có thể gây tự ti, buồn bã, căng thẳng. Vì thế, vai trò của bác sĩ đối với những ca thẩm mỹ ở người trẻ là rất lớn. Và vừa rồi là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.